đời mấy ai luôn hạnh phúc đâu, đời mấy ai xây tròn sắc sâu, đời mấy ai không nhiều nỗi đau, đời mấy ai điềm nhiên bao nỗi sầu, đời cám dỗ đây đưa thân em vào vũng lầy u sầu u uất. Đêm ngày chỉ muốn trốn chạy, chữ duyên nợ tan vỡ, chuyện sao qua bất ngờ, ngỡ duyên tình như mơ, ai ngờ đâu đổ vỡ. Giá như đường sai trái, đường mưu tình ngây dài, tiếng yêu vụt bay mai, không trở về những ngày xưa. Lầm không thể chưa dài, lùi bước quanh lại. Sai lầm không thể chưa dài, lùi bước quanh lại. Mẹ à, em của con chết rồi. Em con, con đã chịu gọi đó là em rồi sao? Nhưng mà bây giờ nó chết rồi. Mẹ tính nó lại đây luôn hả? Mẹ sẽ ở lại đây luôn. Mẹ muốn xin trời Phật tha thứ lỗi lầm của mẹ. Mỗi ngày mẹ sẽ thành tâm đọc kinh sám hối. Mẹ có cần gì nữa không? Cần gì là cần gì? Tiền bạc, mọi thứ trên đời. Không, mời con ngồi. Cho tôi gặp anh Bảo Trung. Anh Trung không có ở đây. Hay là anh ấy không muốn gặp tôi? Anh Trung đang ở trong bệnh viện, bởi vì ba của cô đang cần người để ký các giấy tờ thủ tục. Cha tôi bị sao vậy? Thì vẫn bị như cũ thôi. Bây giờ tôi có thể đến thăm cha tôi được không? Bây giờ thì chưa được đâu. Vậy bây giờ cô muốn hỏi cái gì cô hỏi đi, tôi khai hết đó. Cô có giết anh Thư không? Có. Cô đã giết Thư bằng cách nào? Thank you.
sao đó? Cổ do mất nhiều máu quá mà không có ai đưa cổ đi bệnh viện nên cổ không qua khỏi. Ngày nào? Ngày 20 tháng 3. Cô có nhớ chính xác không vậy? Chính xác là ngày 20 tháng 3. Nhưng cô anh Thư chết vào ngày 23 tháng 3. Sau khi cô Thư mất máu, cô đã làm gì? Thư à tại sao hại cô ta? Em không cố ý mà. Nếu tình chết, tôi sẽ giết cô đó, hiểu chưa? Em xin lỗi, em xin lỗi anh. Anh ơi, anh đưa Thư vô bệnh viện đi anh. Cho em theo với. Ừ, đó đi. Anh Nguyễn, sau khi Nguyễn đưa Thư đi thì mãi đến 3 ngày sau Nguyễn mới quay trở về. Và anh ấy nói là Thư đã ổn. Vậy sao cô nói là Thư đã chết? Vì đến sau này thì tôi mới biết là Nguyễn đã nói dối, Thư đó không qua khỏi. Nếu vậy thì cần phải có Nguyễn ở đây. Cô liên lạc với Nguyễn đi. Tôi không có số của ảnh. Hãy gọi cho Nguyễn. Tôi... gọi đi. Nguyễn đang ở chỗ này. Bám theo liền. Đó. Sao lưng anh, em phải cẩn thận hơn một chút chứ.
Mình để Nguyễn qua mặt rồi. Gọi cho Nguyễn lần nữa đi. Sao vậy? Nhưng tôi phải nói gì với Nguyễn? Hẹn Nguyễn ở nơi mà cô và Nguyễn hay gặp nhau đó. Nhưng anh ấy biết tôi đang ở đây mà. Cô cứ hẹn anh ấy ở nơi mà cô với anh ấy hay gặp nhau là được rồi. Nguyễn vốn không muốn nghe điện thoại từ cô Thư. Chúng ta đã mất tín hiệu của Nguyễn. Cứ bố trí dây hãm toàn bộ khu vực ven sông, phải tìm cho bằng được Nguyễn. Dạ. Các đồng chí, tìm xung quanh với tôi. Rõ, rõ. Không thấy tung tích của Nguyễn. Và anh Nguyễn nói tôi là người đã giết Thư. Nguyễn có kể với cô nghe Nguyễn đã xử lý xác chết của cô anh Thư như thế nào không? Không. Cô không quan tâm gì sao? Tôi xin anh đừng hỏi tôi những điều như vậy nữa. Thôi được rồi, cô ký tên vào đây. Cô đọc cho kỹ coi có sai với lời khai của cô hay không, để chúng tôi còn chỉnh sửa. Em đã biết tin Thư nhận tội giết Thư chưa? Em biết rồi. Nhưng có thật là Thư giết không? Vậy theo em thì sao? Bất ngờ tìm ra được hung thủ, em thấy rất nghi ngờ.
Nhưng cậu phải chờ tìm Nguyễn nữa. Để coi lúc Nguyễn đưa Thư đi, Thư còn sống hay đã chết. Nhưng lý do gì mà Thư lại si mê Nguyễn đến mức như vậy? Mọi người đều nói là do Nguyễn đó. Những người như Nguyễn dễ làm cho các cô gái siêu lòng lắm. Lúc trước Hoài cũng si mê Nguyễn như vậy. Cô ta trốn hay quá, đến bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm được. Em đừng đi. Tôi không thể sống bên cạnh ông được nữa. Vì tôi biết nếu như tôi tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm ông buồn thêm. Tôi biết ông tốt với tôi, tôi cũng ráng thương ông để bù đắp. Nhưng tôi không thể thương ông được. Hoài, tôi không xứng đáng với ông đâu. Sớm muộn gì tôi cũng chết. Tội tôi gây ra lớn lắm. Nếu ông biết được, ông sẽ rất kinh tởm tôi. Nhưng tôi đâu có kinh tởm em. Tôi thương em mà. Tôi là kẻ giết người đó, ông biết không? Nè, em đừng hù tôi. Ông không tin tôi sao? Em đừng hù tôi nữa mà. Tôi nói thiệt đó. Tôi còn có thể giết luôn cả ông nữa kìa. Ông biết không? Con Hoài từ lúc đó tới giờ nó không có về đây nữa đâu chú ơi. Vậy chị có biết Hoài còn nơi nào để đến không? Tôi cũng không biết. Bà chị à, đâu bà chị cố nhớ giùm tôi còn có bà con thân thuộc nào của Hoài nữa không chị? Tôi nói là tôi không biết thiệt mà. À, nhưng mà anh quen với Hoài sao vậy? Dạ, là người quen. À, vậy thì anh biết con Hoài không? Cái thằng con trai của nó bây giờ chắc nó lớn lắm phải không? Nó có khỏe không? Nó mất rồi chị ạ. Nhưng mà làm sao nó lại chết? Nó bị tai nạn, té xong mà chết chị ạ. Tội nghiệp cho thằng nhỏ. Trời ơi, tội nghiệp cho nó quá. Trời ơi, sao cái số của nó lại khổ vậy nè. Dạ chào chị. Chào ông. Ông tìm ai? Dạ, xin lỗi chị cho tôi hỏi, cô Hoài có ở đây không ạ? Đã lâu Hoài không có ghé đây ông à. Dạ. Vậy tôi cảm ơn. Xin lỗi,
Ông là gì của cô Hoài? Dạ tôi... tôi... chỉ là người quen. Mà sao ông biết mà tìm tới đây? Có lần Hoài kể cho tôi nghe về bà chị. Vậy sao? Dạ, Hoài nói là bà chị là người rất tốt bụng. Tôi nghĩ là chắc chắn Hoài sẽ quay về đây. Thôi, xin lỗi đã làm phiền. Dạ chào ông. Dạ chào chị. Dạ con nghe mẹ. Nam ơi Nam, có một ông mập tới nhà mình kiếm con Hoài. Ủa, sao lại tới nhà mình để kiếm Hoài? Thì vậy, phải là người rất thân với con Hoài mới biết. Mẹ hỏi thăm ổng giùm con đi. Mà ổng chỉ nói với mẹ ổng là người quen của con Hoài. Ổng mập lắm. Mẹ giữ ổng lại đi, con về liền. Nhưng mà ổng vừa mới đi rồi. Mẹ đuổi theo ổng giùm con đi. Ờ, được rồi, được rồi. Ông gì ơi. Dạ. Đã lâu tôi không gặp cô Hoài. Tôi muốn hỏi thăm về cổ một chút. Tôi mời ông vô nhà tôi được không ông? Dạ tôi không dám. Ông cứ vô nhà tôi uống nước trà cho đỡ khát đã. Dạ cảm ơn bà chị, nhưng tôi phải đi ngay. Ông... Dạ chào chị. Ông... Ông đâu rồi mẹ? Ông quẹo vô hẻm đó. Dạ, mẹ về nhà trước đi. Lần cuối ông gặp cô Hoài là khi nào? Dạ tôi cũng không nhớ chính xác. Khoảng 3 tuần trước. Cô ấy vì sao không ở cùng với ông nữa? Tôi không biết. Tôi thật tình để tìm cổ, nên bây giờ không biết cổ ở đâu. Ông có biết cổ đang bị truy nã không? Tôi biết. Vậy sao ông còn chưa chấp cổ mà không báo với cơ quan điều tra gần nhất? Vì tôi thấy tội nghiệp cổ. Ông có biết cổ đã gây ra chuyện gì không mà ông nói là tội nghiệp? Chỉ vì nhà quá khổ cho nên cổ mới đi buôn ma túy, chứ tôi biết cổ đâu muốn vậy. Có vẻ như ông không biết mức độ trầm trọng khi cô ấy tham gia buôn bán cái chết trắng. Hình như ông còn điều gì muốn nói? Dạ không có. Hôm nay là ngày cậu siêu cho con Thư.
Mẹ ơi, mẹ. Về rồi hả con? Mẹ. Mẹ đang nấu cơm hả? Nấu món gì vậy? Cho con coi nhé. Thì nấu món mà con thích đó. Mẹ. Thơm quá. Con biết có lần con Thư nó muốn đi học nghề không? Học nghề gì? Nó nói là nó muốn học nghề mai hay là học uống tóc gì đó để bỏ vũ trường. Thư sẽ không bao giờ có ý định đó đâu. Chắc là do một lần buồn chán nên nó mới buộc miệng nói như vậy thôi. Sau này không thấy nó nhắc lại nữa. Nếu nó đừng làm cái nghề đó thì chắc là cuộc đời nó đã khác rồi. Nếu mà muốn nó khác đi thì ngay từ đầu lẽ ra bà không nên bỏ ba con tôi mà đi. Bây giờ bà cứ yên phận ở đây. Nếu thấy thanh thản thì được rồi. Mẹ chưa có một ngày nào thanh thản hết. Tội lỗi của mẹ đã không còn cách gì cứu vãn nổi. Mẹ chỉ mong chuộc lỗi, sám hối, cốt để linh hồn con Thư được siêu thoát. Mùa đông nỗi buồn hiu hắt